Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp tồn tại trên khu vực Bắc Bộ, nên tại đây có mưa rào và dông diện rộng. Một số nơi ghi nhận được lượng mưa lớn trong vòng vài tiếng đồng hồ, nên những cảnh báo về sạt lở đất đá cũng như là lũ quét và ngập úng vùng trũng thấp đã được đưa ra cho người dân địa phương để chủ động ứng phó. Dự báo trong 24 giờ tới, tình thế gây mưa còn hoạt động mạnh nên tại khu vực từ Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, phần phía nam của tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình sẽ mở sang khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung nhiều trong đêm nay và sáng sớm mai, còn trong ngày mai miền Bắc trời vẫn có lúc có nắng đan xen là những cơn mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, có nơi cao hơn. Rãnh mây dông nâng trục lên phía Bắc, nhưng vùng xoáy thấp thì dịch chuyển từ Tây sang Đông. Vì thế trong đêm nay và sáng sớm mai, khu vực Thanh Hóa, phần phía Bắc của Nghệ An sẽ có mưa rào và dông và cục bộ sẽ có nơi có mưa to. Trong ngày mai, ở Thanh Hóa trời nắng gián đoạn, còn tại Nghệ An thì mưa hết, trời nắng sớm. Vì thế trong ngày mai dọc từ Nghệ An trở vào cho tới Ninh Thuận vẫn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ, vẫn có điểm nhiệt độ cao cục bộ trên 38 độ. Còn Thanh Hóa và Bình Thuận tiếp tục giữ mức nhiệt là 34 đến 35 độ. Trên biển, Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của khu vực Bắc của Biển Đông vẫn có mưa rào và dông, tầm nhìn xa thấp, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Các khu vực còn lại bao gồm khu vực huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thời tiết tốt, không mưa. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 19 tháng 8 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.